Minh Vương tên thật là Nguyễn Văn Vương, là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng được nhiều khán giả hâm mộ. Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật cải lương nước nhà, năm 2007 nghệ sĩ Minh Vương được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 14 tuổi, Minh Vương đã bắt đầu làm diễn viên, được đứng trên sân khấu trong nhiều vai phụ, vai nhỏ. Năm 18 tuổi, nghệ sĩ Minh Vương mới được vào vai kép chính. Đến năm 1972 thì Minh Vương cùng vợ là bà Đỗ Thị Hồng thành lập nên Đoàn cải lương Việt Nam. Đoàn lưu diễn tại nhiều tỉnh trong nước cho đến sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 thì dừng hoạt động. Năm 2012, nghệ sĩ Minh Vương nằm liệt giường sau nhiều năm chống chọi với nhiều căn bệnh quái ác. Sức khỏe của ông đã quá kém, nhưng may mắn thay, ông đã được một thanh niên hiến nội tạng để cấy ghép. Sau ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng diễn ra thành công, sức khỏe nghệ sĩ Minh Vương đã dần dần ổn định, nhưng ông vẫn phải đến bệnh viện để khám định kỳ. Đến với mở cửa tương lai, nghệ sĩ Minh Vương cũng chia sẻ về bệnh thận mình mắc phải lúc 60 tuổi. Năm đó, khi vừa xuất hiện ở sân khấu thì ông bị nôn nhưng trước đó lại không thấy biểu hiện của bệnh nên ông cứ nghĩ chỉ là đau dạ dày bình thường. Sau đó, ông đi khám thì mới biết bị suy thận đối với căn bệnh này. Nếu bị nặng quá thì phải ghép thận nên nghệ sĩ Minh Vương quyết định chữa trị theo phác đồ của bác sĩ để có chỉ hoãn được 2 đến 3 năm. Từ đó, ông ăn uống, nghỉ ngơi theo chỉ định của bác sĩ nhưng sau một thời gian ông thấy chân mình bị phù do cơ thể giữ nước thì khi đó bệnh viện buộc ông phải thực hiện ca ghép thận. Ông may mắn được một người thanh niên qua đời ở tuổi 36 hiến tặng thận. Nghệ sĩ Minh Vương kể trong cuộc đời ông, lần phát hiện ra mình suy thận cũng là lần thập tử nhất sinh đầu tiên. Những ngày vừa được ghép thận xong, ông có hơi bi quan, nhưng càng về sau, do tuân thủ theo mọi lời khuyên, hướng dẫn từ các bác sĩ, ăn uống kiêng cử, sức khỏe ông tiến triển tốt, ông thấy mình lạc quan trở lại, vui vẻ, yêu đời. Sau này, mỗi năm nghệ sĩ Minh Vương vào chùa, thắp nén hương tưởng nhớ người đã cứu mình. Từ lúc ghép thận đến nay đã 6 năm, nghệ sĩ Minh Vương vẫn còn đi hát để khán giả thấy sức khỏe ông vẫn tốt, giọng vẫn còn bay bổng. Tiếp theo, ông còn tặng cho chương trình một câu vọng cổ trong vở diễn đời cô lựu để chứng minh điều đó. Theo chân người hàng xóm và MC Kiều Khanh đến huyện Mỏ Cày Bắc, nơi ở của chị Triền vào buổi tối khuya, nhưng chỉ có con gái nhỏ Huyền Trân ở nhà. Chị Triền cùng chồng lên thành phố để khám bệnh, Huyền chân dưng dưng nước mắt kể. Nhà con mẹ bệnh không làm được gì nên cha con phải đi làm nuôi cả ba mẹ con. Hôm nay cả nhà đi hết không có ai. Con cũng sợ vì mấy tấm vách ở nhà mục hết rồi cứ kêu kéo kẹo kẹt mãi. Trò chuyện được chốc lát thì chị triền về tới. Chị thường xuyên đi khám bệnh vì bản thân đã làm phẫu thuật 8 lần trong 2-3 năm nay rồi nhưng vẫn không khỏi. Từ sỏi thận bây giờ bệnh trở nặng thành suy thận. Chi phí đi lại và khám chữa bệnh của chị phải nhờ vào bên hộ nghèo hỗ trợ. Nhà quà khó khăn nên chị cũng không có bổ sung thức ăn để dưỡng sức sau phẫu thuật và chống chọi với bệnh tật. Cuộc sống của gia đình anh Ly chị triền vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn khi căn bệnh thận đã cướp đi sức khỏe của chị. Mọi chi phí trong nhà đè nặng lên đôi vai anh Ly. Mái nhà siêu vẹo, mục nát sao có thể cho hai con những giấc ngủ ngon. Hiện tại, Chị mong muốn mình mau hết bệnh để còn đi làm phụ chồng cho con ăn học đến nơi đến chốn để con có tương lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.